bạn này cứ chỉ stepper driver prophet DM 542 ba lấy chấm cho data sheet bởi vì ba DM 542 stepper driver specification ok chẳng dừng mơ từ ngọc nghĩa chấm nọt đây sống khăn sống khăn Prophet này cứ phổ phục thầm một phút thì thử phát đo lao với cứ dần lọc bị đọc rộng bay vol DC thì hồ đọc 2 sẽ vol DC và hồ sẽ apply ok hai vì apply thì ao two phase hybrid stepper motor mà nơi crown nơi vì ai phương bán cứ crown buôn cho chụp bìm bè mình này thay dương mình ai apply ở lực nâng tì mà ok chương vì miền tập off đập pram khang miền tham miền tập pram phổ này micro step hay maximum cứ pi mơn pram pon phổ môi ở step resolution mà chuẩn hay pi operation current range cho lọc pi mùi ampere hồ tới đó buôn cho pi ampere bà chẳng ngờ dương pi dương thở một tớ driver dân thử mơ phóng hai ta một tớ bao nhiêu nâng kia si bỏ màn pè nế chân dân thử đã tạm nâng ok application vi an dân thử pra pra nạc nông tùm rộng ca nghe dù chìa bỏ phê mà xin là bèl mà xin cắt mà xin vị chọc mà xin cu mà CNC ấy chỉ đào đúng cứ dùng vô tập ra nên mới tha dùng vô tập ra ấy của bạn này nó còn tùm rộng ca nghiệp bỏ dưới cái nè ok bạn hay anh ấy vì admin vibration đấy anh nhỏ đấy hay admin xin lý đồng khán hay miền phiêu sự cực kháng mà ok ta lấy dân châu từ đó chúng nói mua để chia từ đáng với đây cái bỏ hai dòng pi ca select cho current nhưng không đăng ký miền công tác bà công tác có miền của mùi mà lấy xong do rụp hiệp pi chấm hiên ở nền ốc niềm mới sẽ nằm bây ơi ốc này ai chờ đơn thang công tác nữa nè ok đủ đi lo đẹp đó bà công tác có miền phùm bấy công tác chúng tôi mẹ rụp mùi nè phùm bấy công tác hai công tác tạo nó vì miền tuần thì bao việc xem xem này chẳng ở cái dương châu từ không trả năng với thay tại dương ba công tác nạc lá làm bây giờ vì đồng nạc cả ok to let's go chẳng công tác vì mỗi đó bày và mỗi bị bày thế chẳng công tác về để dương thuê ca sơ rớ dốt mê tha dương dốt on thì mỗi thì bị thì bấy cứ dừng cầm nọt pè để tranh màu nó cứ trong tại mùi pè thì hay vì ai thử ban cứ lòm phần nó cứ tập phần này là số từ chất mùi hai bậc cao này để dừng phơi ca off on off là tí mùi on là tí pi on là tí bấy cứ ban mùi pè cho sai sự mùi bạn hai ca này để dừng on tí mùi off tí pi on tí bấy dừng ban mùi cho cùng buồn bà chẳng cái này này mình thay dương thua ca cầm nọt ông ti cầm rất này cho run đại dương anh định nhát ở vị trang pi driver một tờ bao nhiêu nếm tới một tờ và chỉ thứ tư bao nhiêu này dây ông pi cho run cái này phải để dương pra praste một tờ nữa cho run có vị trí chúng nói mua sầm khăn đã để thua ao cầm lăng này một tờ bao nhiêu nữa vì miền cầm lăng khăng và sân thì dương pra pra hờ cho rõn tốt hơi một tờ quá dưới nó thống cư mình đây tha cầm lặng với mê bình chanh máu đấy cứ hiện sau chẳng ngờ những ai cách vô pè thông bàn và sân cạn đây đi dân thật cả cho người viên miên cầm lặng càng tại khăn nữa và rồi hỏi cái mệnh này chẳng ngờ trong trán ấy cứ như dây ẩm pia đại viên chẳng lọc vì mà vó mạnh xin tốt pi mùi ẩm pè là hồ tật đó buôn cho pi ẩm pè tại ở vay đại kê rồi không nói dương prá nè cứ thầm là bay ẩm pè đi nè
maximum bị buồn mình đang kia là dương pra lớp bị buồn cho phim pe đấy cứ dương phở thằng bảy nó cứ vì vì là o cứ bị là o xong rồi mày nhé mà bị là o xong rồi sẽ đẹp dương phở pe chẳng bao giờ thì dương pra vì tràn lớp cứ phở ao driver bỏ dưới nó vì khẩu và chẳng pe đây này tới là nó không được cắt công tạ từng từ nhé và các công tác hai mươi tám nhà phong on off bỏ vi cách năng lượng cho cầu mình tới phía trên từ lưới công tác là bỏ stepper một tới cách on cứ cách cho cầu mà on cứ cách cho cầu là lấy xong hai đi kia on cứ cho cầu là phải off cứ năng lượng mà một tập văn tiết nếu không năng đá thì mình trạng một tiết đại bằng hai âm tí micro step selection mình nên thay dương cầm nọt PAL resolution nó dưới nè trên đó nó vì miền chạp vì công tạ lì pram của môi phần 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 bày và pram môn phần bày ok trên cái này nó clip do công tạ thì pram off hai phần môi phần bày on dương bàn buôn rồi resolution và buôn rồi PAL resolution anh đang cứ dùng cầm nát phim là ắt và phim là ắt này này cover là bao một tờ dùng phim là ắt và sau này dùng vô can đại thống nên tha một tờ bao dùng can đại là ắt mình tệ và là ắt mình tệ nên tha chấm luôn pha lên nó vì nghĩa được gì bao vì nó vì nghĩa tức cứ việc việc ắt món này và ô tô hoa tha được không can như mua để dùng thời ca phim sự kiện mình tệ xong chân mà ly xong chân pi ly ấy của những ai phương ban này đấy bạn đi chia mà sân CNC mà sân trả mà sân cắt tay mà sân ấy đến việc lắc khả năng đại dương vô một phở nó bị khả tội đấy khi sự kết dân thờ ca trả cho nên chứ đấy ở đây nó khi ai cách là hô tự đo gồm đất mà mơn được có pi mơn đi chân tay bà thờ tam thờ than là phiếp đại dương thờ ca vô thực ra bà cho nên trong trường này cứ phơi ca cầm nát rồi viếng PAL không mối resolution và micro step đó nè PAL resolution cho nên phơi ca cách tam tùm rung này công tắc tạm buồn này và này công tắc tạm buồn này cái đoạn này on mối na cái đoạn này off mối na cứ dùng phơi ca cách bật bạc mở tam này và khả năng đôi chia mình ấy thế còn là việc bây giờ phải làm một bình thế công tác thì buồn off và đang cứ half grand và cả đại dương cắt off nữa ok đó thế tôi chỉ muốn năng signal interface và signal interface cứ chia cả lại mỗi bên thang chỉ chọn mua đại dương với cả từ tua sinh nhá vì controller bao dương cho được không driver lại dương cho mà tay càng nghiêm thì thế nhưng mà đồ này sẽ bán tích tầm bầy ở ok bạn ok đi anh cái hai thằng signal interface và signal interface nó cứ chia cái lại mua đại dương tua sinh nhá trên vì microcontroller được gặp PLC bao dương hai dương với cả cầm nọt power via cầm nọt direction bao via cứ từ tam này xem bây giờ dương cầm nát anh đang hái cứ dương ai đạo vì vờ từ nông tự đai na rồi co dương đạo vì vờ và màn phá cứ dương phu ca cầm nát nơi nơi cái lại nâng đại sinh nhà đấy bị chia màu và thì tiếc như đang khơi sức huy thay dương thời to để biện mạnh từ tam và phệt bao vía nè và anh đang cứ cái hai tha ở signal interface bộ mặt trước cứ motor interface và motor interface miền a bộ a đỏ và bị bộ bị đỏ trên sản phẩm motor stepper driver stepper bao nhiêu cứ bị buồn sái là miền a bộ a đỏ bị đỏ và được lại đi nè thằng cào này trên này cái chia bộ phun nằm bên trong driver bàn chân driver trên dòng driver đang cứ dương đạn và mà phải buồn vô được gọi là p volt tam và phải bao nhiêu tiền tệ ok dương và to thêm một tiết
Power interface, ok, chân lọc được trong bàn lưu lang hàng đàm chân cứ P đập rộng bầy vô DC là hô tự đọt 2 vô DC để dừng ai thuộc cả supply time of pull tự ảo dự bàn. Indicator light cứ phần lưu nhà mở khẳng ná cứ chụp bà lỗ bà rụt mình đi. Này cứ chỉ indicator light đại bằng 2 phần lưu nhà miền alarm miền ấy nếu cứ thảm biệt đa đồng nào ca trên bộ bệ tối tức miền bằng 2 alarm cứ vì lâu bỏ hòm mà chừng bà nick hết trở lại bây giờ. Ok, bắt đầu mà tiết anh bảo vệ anh đấy, như là bạch mờ vì đấy. Đó, signal interface detail. Bạn, nó không nít cứ dơ nì dây âm pi controller để thuê cao bật chung sinh nhà để ai driver. Chẳng ngờ dừng khuyên hát chương driver bao giờ trên driver bao giờ nick viêm miên ở bột đỏ bà ok nè miên part bột part đỏ dio bột dio đỏ and bột đỏ bà chẳng ở dương to tập đoàn này ca top cho bao giờ nhưng ai top cho bài nặng thì mua dương vô part signal mà signal dương vô tới cho tới từ anh ấy dương vô đỏ rùm và dùng đỏ rùm nè enable a enable enable đỏ direct đỏ hai nâng pha đỏ dùng dỏ rùm hai chân sinh nhạc này cứ chỗ mắc cứ với dùm miền và miền đề xong nên đề xong tham cảng nè và anh ấy comment cứ cả tốt mình thay dùng dỏ đỏ rùm nè đỏ rùm chân controller bao nhiêu mình thay microcontroller được có PLC dương phải cố gắng được nhiều person và cái này để dương thuê cao bị chung thì nhau trên PLC thì có microcontroller dương máu chỉ to trong vị trí biến nên ọc lên thử đạn đỏ đùm và ok dương cho từ một phê tiết cứ ăn đồ đùm bệnh mình nên hạ bột đùm và và phê chỉ tư tế và phê transistor bởi xanh dì PLC và phê transistor với chi và phê ăn để ăn chẳng ngờ chỉ tư tế cứ viết tranh đỏ và thao vào cái tranh đỏ trong tổng đồng bám này cứ thở dùng một đường PLC và thở dùng một PLC đây bộ sân chỉ microcontroller bao nhiêu dùng trong đạn đỏ của ban bộ của ban này mà dùng ai đã sinh của ban sọc của ban tạm chất chứ chẳng ngờ tổng đồng P sự phí đến cứ dùng ai pra môi na của ban này là lừa driver này cứ còn tha dùng tập cung đỏ room được có bộ room tập văn năng gì đấy bà ok cái này cứ ta tôn chùm mùi năng resistor mạnh mạnh đấy cái nào phê nên ọc nên pra tôn xong pram vol cứ ọt bạch miên resistor thế nè và phần tay bà sân bà nên ọc nên pra tôn xong đập vol ọc nên cứ ta miên resistor mùi cứ phần mùi rồi 50 ohm hai mà phải 4 vol cứ mùi cho phần 7 kilo ohm bà nên nâng cứ chia recommend khang công hôn này cái đạo dương thai dương thời tại đặt tam chấn ấy nè bà nên sử dụng loại nhầm cho nên ở cái ai vừa cả đặt cho up resistor đôi cho đủ hàng lớn thì như này này bà resistor chứ vì aside thì lớn và phục tam và pol bao nhiêu ta và phục tam pol bao nhiêu nâng dương supply từ ao driver motor nâng lớn tăng trong và mà là sinh nhau từ chun máu đấy nè và sân chia sẻ nhà bị chia mà thầm bèm vô thế ắt bạch đã đi stone thì bụng cái này như đã đi stone thì bị bật sẽ tăng xong bát này chân dương ắt bạch đã ai vận tay bỏ sân chỉ dương phở mà phải vô vô được gọi là phí vô thì dương đã đi stone thì lẹ tay kia này lẹ khan indicator bánh hà thế ok bạn ở nâng cư tẹt tôn chủ môn driver cư miền phần nâng và miền phần nâng chẳng ở dương châu từ function bao dương bằng tách tẹt tôn chủ môn nâng function là bọc PLC tỏ ở lấy dương châu từ khăn function là bọc PLC thì khăn function là bọc PLC cư tròn chủ môn đi cư dương pra function mũi nhé cư bập hệt DOVI mà DOVI nhưng phần phần nâng cư trai dùm mùi nâng cao bởi chia step permitter chân DOVI nâng khăn nông
Sân tạng đó bỏ đi ở vị ái cứ dương miền S muối, S pí, đi muối, đi pì bà. S muối cứ lê này phàl bà. Nguồn phàl đó nè. Nằm lại vào vía. Hai bà tâm mà tiết cứ tạ tôn cho muối nâng chùm nguồn phàl output frequency bao dương. Thay dương cầm nọt phàl bao dương ở đa bà mạng đến tới. Hai bà tâm mà tiết cứ đi mỗi như vậy này dạy ông bịt mà kẹp và pin này chỉ phải bịt mình để thay chia ta cầm nọt chương chân mà chương chân ta dùng cho chương này vô từ từ bị chia đó đấy và ta cầm nọt chương chân bao giờ nó vô từ phải về trên được không đấy cứ việc miền pin phải hết cứ miền phải hết đọc vào mỗi bit hai nắng sạm sẽ bị bịt và trên như mới không tả này đại dương này dạy ông pin divide the universe thì mỗi s muối cứ pra ban pi an x an y timer counter data register chữ đam nó cứ dùng ai vô từ pra ban hay s mà dùng ai pra tam x an y an âm ấy nữa hay được có chia đầm lại là bot timer có counter hay ai chia đồng lại constant này và chia đồng lại constant này. Chúng pua chúng nói đi với vị trí bit và vị trí bit. Chẳng như mình là cái nào bị xe. Chẳng là cái nào chỉ bit những cứ chặt bị vài số mùi bị bay buồn và chia tập hết high speed output adapter và chỉ nên hai dương ai tập hết những cứ cả on off bảo viên cứ lượn lượn trên cái chế độ đồng bảo viên thì muối nhân thời miền command input muối miền hai nhân thời miền à vậy muối từ bị chia bị bài function năng sản và tọt máu nhân thời say function năng cứ đi o vi i hai tọt máu nhân thời s muối s p đi muối đi p và tất cả các đồng phải chia miền ok ho ប្រភេទនេះអត់មានឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំយើងនៅធ្វើឧទាហរណ៍បង្ហាញនៅលើវីដេអូក្រោយតែម្ដងមានថាយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនៅ PLC ផ្ទាល់តែម្ដងណាអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយនរគ្នានឹងជួបលោកគ្រូម្ដងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូដែលនិយាយអំពីការបញ្ជា stepper meter ដែលប្រើ PLC បាទគេចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំលា